Ơi, anh bảy. Sàng lùi nhỏ luôn này. Ok, quán sau này đã cẩn thận nhá. Đá từ từ thôi, anh chóng mặt. Vị rồi. Không vào kìa. Ok, theo anh hết. Ông trận này hay nhá, nhưng mà trận này mà có tỷ số đẹp đẹp là mình cũng lên clip đấy. Không được, em đợi tôi tí nha, cố gắng hạ thằng em ấy. Đây rồi, đuổi họ, đuổi họ, đuổi họ. Gì con rồi. Thôi rồi, nó xuống thế thì chịu rồi. Thôi rồi, xong địa mẹ nó rồi.